Rồi. Ở chú lại bắn tôn đây hả? Bắn cao lên chứ phải không? Bắn đuổi ra ngoài luôn chứ. Chỗ này làm sân chứ phải không? Đập đi làm sân chứ. Chỗ này. Thế lại nuôi cả bên này nữa hả? Được. Bịt kín vào mùi kinh lắm. Trần nhựa. Phân này là trần nhựa nó mới bền. Phân này mà trần tôn thì mấy mà lại thủng. Chuồng nó thoáng nó rộng. Nó hơi có lên lên trên mấy mình đây thấp này. Chuồng phiên cũng thấp như mình thì thôi. Nó lại có quạt thông gió. Mình cũng tắt quạt rồi. Thế cũng được. Nhưng mà tôn không bền bằng nhựa đâu. Tiếp xúc với lại muối mặn với lại cứt đái này không bền bằng nhựa đâu. Dựa là nó với tôn nó cũng chỉ ngang tiền nhau thôi. Nó cũng chẳng đắt chẳng rẻ đâu. Như nhau. Cái tôn đấy, tôn mỏng ấy thì nó cũng rẻ bèo thôi chú bảo. Vỡ rồi. Cái này dò rồi, vỡ rồi. Để thấy vỡ ngang sóng rồi. Đằng kia là ông đẩy, đằng kia còn đầy. Vớt hết, cái đằng này vỡ đây vớt hết. Đằng kia đầy. Còn đẩy cái gì? Lúc cháu nhìn thấy có mà ai nữa đây đâu mà. Đây chuồng nữa. Tưởng có chú Dũng nữa mà. Đang đi chưa? Đang ở chưa? Mà.